Hai, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi cái bộ nail với thử những cái màu mới nha. Thử những cái màu mới của Just Nail nha. Đây là những cái màu mới rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Hôm nay mình like là cho biết là mình vẫn còn tồn tại nha. Rất là vui. Đây là cái những cái màu mà mình đi chung với nhau ha. Hôm nay thì mình sẽ có ombre cho yellow nè. Lip comb. Đó, đây là cái comb ha. Cái comb lilac. Đó, gọi là comb lilac nha. Mọi người có nghe rõ và thấy rõ không? Hay sao à? Ok, bây giờ là mình cái bên này là mình đã xong ha. Các bạn thấy cái màu dễ thương không? Đây là những cái màu mới của Just Nail nha. Nó cùng có pink purple ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người cái base ha. Lát nữa là bên tay này là Christine sẽ làm sử dụng Lucky Gel với base. Base của Just Nail á, vừa có thể làm base cho nền là hai anh Phước Nguyễn, thank you anh, hai Kevin Cao. Cái base của Just Nail á, mình có thể là làm base cho Silas và vừa có thể dán foil nha. Còn đây là cái bond số 1 của Just Nail, cái chai dip nè. Đó, mình có thể làm giống như primer vậy luôn nha. Hi Linda. Hi, chào mọi người. Hi Linda. Christine khỏe ha. Thank you. Hi Nancy Hương. Thank you mọi người nha. Lâu quá không làm live rồi. Hôm nay là mình sẽ làm live lại nha. Busy quá. Yên Thi. Hi, chào cả nhà. Bây giờ là mình còn thiếu một màu nữa. Hôm nay là sử dụng rất là nhiều cái tông màu ha để mà làm cái bộ design này, nhưng mà không biết là khi mà ra nó có nhiều màu gì không. Lâu quá không làm bị lục nghề rồi. Hi Kenny. Hi Cường Nguyễn, khỏe không em? Bây giờ là mình sẽ đi những cái màu dễ thương của mình nha. Trời ơi, trời, màu dễ thương quá. Đây, màu rất là dễ thương ha. Những cái màu này không có bị mơ bồ nha các bạn. Rất là đẹp, đắp rất là chuẩn nha. Hi Michelle, hi Angela, hi Yến Dương. Đây ha. Ồ, màu đẹp quá ha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng những cái tông màu tươi đó cho mùa hè nha. Cả nhà khỏe không? Cả nhà có khỏe không? Lâu quá không làm live rồi. Hello Yến Dương, hai Ý Bình Đào, hai chị. Đây là những cái màu mới nha. Đó, nó không có bị mơ bồ nha. Khi mà các bạn làm rất là tự tin là không? Không có hề bị mơ bồ. Những màu này rất là khó nha. Nhưng mà mình đã làm được. Hai chị Thương Anh Phạm. Hai anh Trương Trần. Dạ chưa nha anh. Đó, chưa có cái kim cương đó nha. Đây màu rất là dễ thương ha. Mình sẽ để cái mình sẽ together với cái màu này nha. Trời ơi, màu pink dễ thương quá. Hôm nay thì mình sẽ làm những cái tông rất là sáng. Đây là những cái màu mới của Chanel nha. Đúng rồi, hôm nay là Christine làm cái bộ này hơi bị dài nha.
thì có rồi. Đó, lâu quá không làm bị lục nghề đúng không? 2 tháng rồi không có làm live đó. Đó, từ cái ngày mà làm bộ July 4 đến bây giờ là không có thời gian luôn. Dễ thương quá. Đúng rồi, họ đeo cái móng dài này để biểu diễn ha. Vì tùy theo người à. Đó, thì ở Cali á, có nhiều nhiều khách hàng á, nó không có làm gì đó. Nó thích đeo những cái móng dài vậy nè. Trời ơi, mà dễ thương quá. Màu xanh lá chuối nha. Màu xanh lá chuối non với cái màu hồng nè. Quá rất là dễ thương. Đây ha, rất là dễ thương luôn. Dạ, khi nào có là dạ em sẽ thông báo cho mọi người nha. Hai Olivia, hai chị. Hai Jenny Đỗ, hai chị. Ừ, màu dễ thương quá. Bây giờ còn cái ngón này là mình sẽ đi qua màu màu sắp quai nha. Mình sẽ làm một cái sắp quai đi. Để lát nữa là hả? Để lát nữa là mình sẽ làm cái 3D ha. Đó, mình giữ chút xíu ha, và cho nó từ từ chảy xuống. Đó, chăm sóc khi được cần nha, cho nó thật mỏng thôi. Đó, khi mà cái móng dài vậy á, và cái bột hơi chảy á, mình sẽ cho cái tay của người khách hơi chúi xuống nha. Như vậy cái bột nó sẽ không có bị chảy hai bên, mà mình chỉ được vuốt hai bên thôi. Khoan vuốt chính giữa nha. Để khi nào cái bột mà nó đã gần khô đó, thì mình sẽ vuốt chính giữa và vuốt cho nó đều ra. Đó không? Như vậy á, thì cái móng của mình nó thứ nhất là nó không bị dày, và những cái bột của mình nó không có bị chảy xuống dưới móng tay của người khách nha. À, đúng rồi, Christine thích làm cái móng nhọn lắm. Sở thích thôi. Đúng không? Móng nhọn dễ thương mà. Nhọn nhọn xinh xinh. Nhọn xinh xinh hai hoàng lê hai. Da màu rất là đẹp nha, màu đẹp lắm. Hai chú thị lý à. Màu rất là đẹp. Đó, còn cái ngón này thì mình sẽ qua cái clear nha. Đó, mình sẽ phối hợp một chút xíu clear này nha. Một chút xíu thôi. Mình sẽ đi những cái ngón khác, clear mình sẽ để sau nha. Màu dễ thương quá các bạn ơi. Màu quá ư là dễ thương ha. Hai cẩm nam. Dạ đúng rồi anh. Anh Trương Trần, em cái tiếng nó hơi bị khàn chút xíu nha. Đang bị ho mà. Hai cẩm nam, hai em. Nói nhiều quá. Không được làm like mà like nhiều quá. Hai chị Phương Lê. Hello chị. Màu tím này dễ thương không? Màu tím này rất là dễ mua bồ nha. Nhưng mà cái này không có bị mua bồ nha. Bảo đảm với các bạn là sắp tới là những cái set mới của Chanel sẽ không có bị mua bồ nha. Màu đẹp quá. Đó, màu rất là dễ thương ha. Chị Olivia, chị muốn order màu. Hiện tại là công ty Chanel đang có cái set là hả 50 màu nha. Các bạn có thể order cái 50 màu này đang special nha.
màu rất là dễ thương à. À, mình thử phối cái purple với cái yellow nha. Trời ơi, cũng dễ thương quá ha. Nó móng dài quá ha. Mình sẽ chia làm hai cục ha, hai hoặc ba gì đó. Màu rất là tươi, dễ dễ làm và rất là dễ kéo ombre nha. Những cái màu này lát nữa là cô Sen sẽ sử dụng để làm 3D cho mọi người thấy nha. Màu rất là dẻo và không bị mô bồ, cái thứ nhất là thứ hai nữa là rất là dẻo, rất là dễ đắp nha. Những cái màu này là có thể là vừa vừa đắp và vừa đi vừa deep cũng được và 3D cũng được và có thể là kéo ombre nha. Hồi nãy là Christine test cho các bạn thấy là những cái màu này rất là dễ kéo ombre, đúng không? Rất là dễ kéo ombre nha. Hai Yến Dương, được nha, nhưng mà hiện tại công ty là chưa có ship về Việt Nam. Nếu mà bạn có người thân bên này á thì có thể order và gửi về cho bạn nha. Còn bạn nào muốn order thì có thể bấm vào số điện thoại là 714 379 0858 của công ty nha, hoặc vào có thể vào website justnail.com để order những cái màu này. Hiện tại là công ty đang có một set màu 50 màu nha, đang on sale là 600 và được tặng một set lớp detail là 7 màu nha. Hiện tại là công ty chưa có bán màu lẻ ha, nên là các bạn khi mà order là mình order nguyên set. Trời ơi, màu dễ thương quá ha. Các bạn thấy không, màu rất là dẻo ha. Rất là dẻo luôn. Không bị mô bồ nha. Màu rất là dẻo, màu này rất là đẹp. Đó, dễ thương quá à. Mình làm thôi là mình đã thấy thích rồi đó. Nguyên set là 50 màu nha. Nguyên set là 50 màu. Đó, vuốt nhẹ nhẹ hai bên thôi, cho bột nó chảy xuống ha. Vì khi mà mình làm móng nhọn hay bất cứ xếp nào á, cố gắng thì mình phải vuốt sau để cho nó giữ xếp nha. Không là tiếng khi mà mình vuốt nó mất thời gian lắm, nó sẽ bị mập da, mập da xấu lắm á. Phải giảm cân á. Đó, à, 50 màu, hiện tại là công ty đang sale là 600 nha các bạn. Và được tặng một set lớp detail 7 màu nha. Dày quá, lục nghề rồi. Không sao, mình sẽ xịt nha. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá, hai màu này lên ombre đẹp quá. Những cái màu mà Christine đang làm là chưa có nha. Christine đang làm là không có trong cái set trong cái set 75 màu nha.
Màu dẻo quá, dễ thương quá. Hai màu này rất là dễ thương nha. Đây màu tím đây, ai yêu ai ai, các bạn nào yêu màu tím nè, rất là dễ thương. Bây giờ là một món này thì mình sẽ đi tìm tím này. Đúng rồi, Tâm Tích ơi, hiện tại là công ty chưa có chuyển về Việt Nam ha, chưa có ship gì Việt Nam nha các bạn. Thì có nhiều anh chị, nhiều bạn thì có người thân ở đây thì có thể là ship giùm nha. Còn công ty thì chưa có cái hệ thống là chuyển Việt Nam. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng một chút xíu tinh tiến nha. Chút xíu vào đây, cho vào đây, chỉ cần một chút xíu thôi. Hai Julia, chào mọi người. Lâu quá không gặp nha, mọi người khỏe không? Đó, khi mà chất mail á ổn định á thì không biết gì nhiều á thì sẽ làm like nha. Sắp khi mà sắp xếp xong công việc đó thì tụi mình sẽ làm live thường xuyên hơn. Wow, màu chịu không nổi, màu đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi màu đẹp quá, màu rất là tươi. Hai anh cho. Dạ, Christine khỏe nha, thank you anh. Rồi, sau đó thì mình sẽ thiết kế một chút xíu kim tuyến ở dưới này nha. Hai chị Dung Phạm. Chị thông cảm nha, ngày mai công ty sẽ gọi lại cho chị nha, vì hôm nay nhiều quá thì là hả thì nhiều quá, công ty đang busy, sáng nay vẫn gọi ha, nhưng mà gọi chưa có hết vì đông quá nên hả một ngày gọi là gọi gọi xong người này mới tới người kia ha. Ngày mai công ty sẽ gọi cho chị nha. Đó, mình cho kim tuyến vào đây ha. Cho nó vừa lên thôi. Rất là dễ ha. Khi mà cái bột nó còn ướt á, đó, mình lấy cái kim tuyến mà chưa có, không có cần pha đó. Cái kim tuyến mà mình không có cần pha đó, mình nhúng chút xíu vào đây ha. Mình sắp xếp theo cái mà mình muốn. Thấy không? Đó, bây giờ là mình đã có cái đầu móng là kim tuyến nha. Khi mà mình xong như vậy á, mình đợi khô chút xíu, sau đó mình sẽ phủ một lớp bột clear thật là mỏng nha. Đây, mình sẽ phủ một lớp bột clear mỏng để cover những cái kim tuyến này và nó sẽ không có bị tróc ra nha. Khi mà mình làm vậy các bạn thấy nó giống như cái ombre không? Đó, rất là giống ombre ha, đầu móng nó hơi trong trong nha. Đúng, những cái móng nhọn này có bán trong Chanel luôn nha chị. Móng point này nha, một set là có đủ size luôn, một set có đủ size luôn nha. Và khi mà mình vẽ rất là dễ xài, mình có thể làm coffin và mình có thể làm móng nhọn nha. Khi mà nó khô rồi mình sẽ cover một lớp bột clear mỏng nha. Đây mình sẽ cover rất là dễ nè, cho nó thật là mỏng thôi, vì á nếu mà mình cover dày quá thì sẽ làm cho cái móng của mình nó hơi thô nha. Đó, cho thật là mỏng thôi, vừa đủ cover cái kim tuyến của mình thôi. Thì những cái màu của Chanel là hả hầu như là đều làm được ombre ha, làm được ombre vừa deep vừa dark luôn và có thể làm 3D luôn nha, vì cái bột rất là dẻo và nó không có bị mobile. Đó, nên mọi người làm rất là dễ làm nha. Wow, dễ thương quá. Hai anh Ngọc. Ok, anh Đào Phan lát và Christine Trạnh sẽ gọi cho nha, có thể là ngày mai nha. Hai Kim Nguyễn.
À, bữa sau Han chương trình bữa sau Christine sẽ làm âm về ngược nha, âm về ngược thì mình sẽ kéo ngược lên nha. Còn bây giờ mình cứ làm theo cái công này đi. À, nói chung là hai bên là bây giờ hiện tại là hai bên là những cái ngón màu nó không không chưa chưa gọi là phù hợp lắm ha. Nhưng mà lát nữa khi mà mình phối hợp thêm một chút xíu nữa đó, thì nó sẽ đi chung với nhau rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần giữa. À, trong cái set này là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trong cái set này là Christine sử dụng tới 14 màu nha. 200 Nguyễn, thank you Ngọc Dung Trần, thank you mọi người nha. Hai anh Ngọc Hình, hai Hiếu Loan. Yeah, đúng rồi, cái bột just nail rất là dễ dễ đắp nha, và có dip rất là đẹp nha, không có bị mô bồ và nó rất là dẻo. Các bạn có thể là dùng làm 3D luôn. Lát nữa là Christine sẽ chia sẻ cái bột của Just Nail là mình có thể làm 3D luôn nha. Sure luôn. Tại vì nó rất là dẻo khi mà mình làm 3D á, nếu mà cái bột không có dẻo á thì mình không có làm được. Và đắp cũng rất là khó ha. Và nếu mà cái bột dẻo á thì mình làm 3D được nha. Vì khi mà mình làm 3D á đòi hỏi là cái bột nó phải dẻo. Nên á khi mà mình nặn cái cánh bông á là nó không có bị bể nha. Còn những cái bột mà không dẻo á, mình nặn cánh bông bị bể là cái bột đó là không có làm được 3D. Nên nhiều anh chị hỏi cái bột của Chanel có làm được 3D không? Được nha. Lát nữa là Christine sẽ chia sẻ này. Đây đây là đây là cái bông mà Christine làm xong nè, các bạn thấy không, bột rất là mịn ha, mịn dẻo và rất là dễ 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 cho anh chị nặn cái bông và tập cái bông nữa, rất là dễ luôn. Lát nữa là mình sẽ chia sẻ, bây giờ là mình sẽ lấy xếp trước ha. Miss Lisa, I use the just nail. Cái hũ chanel đây, đây là cái chanel nha. Đó, rất là dễ thương, màu rất là đẹp, nhìn rất là sang ha. Đó, quan trọng là bên trong nó còn tốt nữa. Màu rất là dẻo, rất là dễ làm nha. Hai chị Thu Hương, hai chị Hồng Trần, tên chiều mọi người. Số điện thoại là 714 3379 0858 nha. Ok, bây giờ là mình sẽ xếp. Và đây là cái cây dụ của Just Nail ha. Rất là mịn và khi mà mình sử dụng cây này mình có thể làm cho rất là nhiều khách nha. Nó rất là mịn mà nó không có bị cứng tay nữa. Đó, mình chỉ cần dụ nhẹ nhàng thôi ha. Vì cái bột nó rất là dẻo nên nó mình hai mảnh vỏ hai Mai Tú hai em à, vì á cái bột rất là dẻo nên mình rất là dễ vuốt ha, nên khi Christine đắp và nên nên Christine đắp á, rất là dẻo và nó rất là dễ kéo âm rè. Nên thường á khi mà mình làm bột á, quan trọng là cái độ dẻo của cái bột nha. Nếu mà cái hũ bột mà không có độ dẻo á là mình đắp không được và dip cũng không được luôn. Khi mà mình trước khi mình đắp bột á là Christine có lấy sếp trước á, nên khi mà đắp bột á Christine giữ cái sếp, cố gắng mình show cái sếp, không có cho nó bị mất sếp, nên đến khi mà mình giũa là nó không có bị cực nha. Lâu quá không làm live rồi, hôm nay là nói là bị ngọng luôn á, quên bài luôn. Hy vọng trong cái lần sau á nó sẽ tốt hơn nữa. Đây ha, hai cái màu này rất là dễ vuốt nè, nó bị khô, nó cái màu tím mà cover luôn ha. Hai Tammy em, hai chị Ngọc Trinh, đúng rồi, có đây là cái dụ của Just Nail ha. Hai Ngọc Kim, ok luôn, gọi vào công ty nha em. Bột này xài liquid EMA nha, bột màu là mình xài liquid EMA nha. Vì nếu mà mình xài liquid MMA á là nó khô rất là nhanh, mình kéo không có được.
Và những cái ombre cũng vậy ha, là mình sẽ xài liquid EMA. Như vậy mình cái bột của mình á, mình mới có thời gian để mình giúp ombre. Màu rất là dễ thương quá. Cái cây dụa này hả? Cây dụa này móng nhọn có bán luôn nha. Cây dụa này là hả bao nhiêu tiền ta? Christine quên mất cái giá rồi. Anh vào website check giùm em nha. Ok, bây giờ mình sẽ dụng một chút xíu nữa. Hai Thảo Nguyên. Đúng rồi, cái tip và cái dụa, cây dụa là mình có bán ở trong website nha. Website Just Nail nha mọi người. Đó, để Christine đánh cái website ra cho mọi người nha. Hôm nay là không có ai hết, ai cũng busy cả rồi. Đó. Ok. Wow, cây này xài rất là đã nha. Dũa nó không có bị nóng tay, không bị rung luôn. Ồ, anh Trương Trần, cái cây này hả? Cái cây dũa hả? Em biết giá rồi. Em biết giá. Em biết giá rồi. Đó. 10 cây là 5,50 đồng nha. Xài rất là bền nha. 10 cây mà xài 500 khách á. Vì nó rất là bền ha, nó không có bị không có mau lụt, mà nó rất là nhẹ nhàng, không có bị dụa, mà nó không có bị rung. Nhiều khi có nhiều cây dụa, khi mà mình dụa đối với những cái móng thiệt á, hay là những cái móng giả mà mỏng quá nó bị rung nha. Liquid hả? Liquid bên Just Nail cũng có bán nha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng là liquid EMA, liquid chảy là được. Nếu tiệm của bạn có cái liquid EMA là được nha. Còn không thì cứ mua của Just Nail ha. Nếu các bạn có thì mình có thể sử dụng những cái kia. Còn nếu mà cảm thấy là chưa có thích hợp, hay là nó chưa không có độ dẻo mà nó cái gì quá, thì có thể là thử cái sản phẩm bên Just Nail ha. Hai Quang Nguyễn, hai anh. Trời ơi, đẹp quá. Những cái móng nhọn này là có trên bên Just Nail ha, các bạn mua về rất là dễ xài. Khi mà mình dán móng á, mình chỉ cần dụ nhẹ thôi là nó đã ra cái độ nhọn như vậy rồi, và tùy theo cái tay của người khách ha. Nếu mà tay người khách muốn nhọn mà nhọn tròn á, thì mình có thể giữ lại cái shape đó cũng được. Còn nếu mà khách ta muốn nhọn ơi là nhọn á, thì mình có thể dụa cho nó nhọn như vậy nha. Dạ anh mua đi em bớt cho. Em bớt cho. Dạ đúng rồi, cây dụa đó, cây dụa này rất là bền ha, cây dụa xếp này rất là bền. Đó. Thì mình phải tự tin với cái sản phẩm mình đang dùng ha. Những cái gì mà Christine đang sử dụng là bên Just Nail đều có bán nha. Giống như cây dụa này, dụa mịn này đi. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Mình chỉ cần dụa nhẹ nhàng thôi là nó là bay đi cái bột rồi. Nhẹ nhàng cuticle thôi cho nó thật là sát, đúng không? Đó. Hai đề mi nè.
À, ngón cái có vấn đề hả? Để tìm coi được cái baby on the thumb. Very cute. I like it long nail. Khi mà mình đeo quen cái bộ móng nhọn á như vậy á là mình rất là thích ha. Đó, những anh chị nào mà đeo qua mà tự làm qua tay mình rồi đó thì rất là thích những cái shape này. Đó, vì nó rất là thon ha, nhìn cái tay của mình nó dài được chút xíu. Đúng không? Đó. Đó, thế là mình xong ha. Mình sẽ đặt xong cái phần giữa, bây giờ mình sẽ qua cái phần design nha. Bây giờ là mình sẽ dán foil nha. Đó, để Christine clean chút xíu ha. Đó, sau đó mình sẽ dán cái foil. Dán xong foil thì mình sẽ làm hai ngón khom nha. Và sau đó mình sẽ qua cái phần hai keep dancing. Thank you mọi người nha. Đó, bây giờ mình sẽ qua cái foil ha. Cho chị mượn cái chai bay của Jack. Christine đang ở Cali nha, đang ở Cali khu Phúc Bạc Thọ nha. Và đây là cái chai bay của Just Nail ha. Christine chia sẻ với mọi người ha. Mình có thể cái chai bay này mình có vừa làm silat và mình có thể là làm là foil, dán foil luôn nha. Đây là cái foil mà Christine sẽ sử dụng dán nè. Ồ, cái ngón cái hả? Ok. Đó. Thank you, Gina. Ok, Christine fix cái ngón này gắn. Không để ý. Purple nha, purple nha. Mình sẽ sửa chút xíu ha, thêm chút xíu ha. Xếp này hả? Móc con mắt ra được không hả? Christine nghĩ là được nha. Đó, nhưng mà chưa có thử, không dám thử. Không có dám thử nha, sợ lắm. Nhưng mà khi mà mình đeo quen á, như vậy á, khoảng 1-2 ngày nữa là cái nó mất cái độ nhọn rồi. Cái người khách mà làm việc nhiều chút xíu là mất cái độ nhọn rồi. Kiều Nguyễn ha, khi mà các bạn mà dị ứng lưu huỳnh á thì mình phải coi cái mức độ như thế nào ha. Thì nếu mà mình dị ứng nặng quá thì mình đổi nghề. Đổi nghề làm những cái khác thôi, eyelash nè, eyebrow nè, design nè, hay là làm manicure gel nè, mình không có làm bột thôi. Đó, nghề nail thì nó rất là nhiều đúng không? Mình có thể làm eyelash này, bất cứ cái gì cũng 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 có thể là kiếm kiếm ra tiền, quan trọng là mình chịu khó là được. Có nhiều bạn á, làm eyelash giỏi quá là bỏ nail luôn á. Nó hơi bị lõm xuống ha, phải xin phiêu chút xíu bột kia vào. Trời ơi, điện thoại reo cái hả? Tự nhiên cái tay của mình đi qua bên này luôn. Ok, hết bị rồi nha. Sơ sót. Sai thì mình sửa thêm. Thank you mọi người.
Thank you Gina May nha. Thank you. Đó, bây giờ là mình sẽ dán cái phần foil này nha. Đây là cái Christine đang sử dụng cái chai bay ha. Cái chai bay thấp bay coat của Chanel ha, rất là last long và strong. Đó. Rất là last long. Đó, mình đã test rồi và đã sử dụng rồi. Nó khép cho khi mà mình làm sealer rất là last long luôn. Đó, mình sẽ cắt một chút xíu foil ha. Ngón này thì mình sẽ dán foil nha các bạn. Yeah, thank you Thảo Nguyên nha. Thank you mọi người. À, dạ không, cái ngón cái nó không có bị ngắn nha, ngón cái rất là dài. À, ngón cái rất là dài ha. Tại vì á, cái tay của người khách nó hơi dịnh lên chút xíu thôi. Nhưng mà Christine đã fit rồi khi mà nhìn như vậy thôi. Với lại á, do cái tông màu á, do cái tông màu mình làm cho mình cảm giác như vậy nữa. À, nhặt da cho khách hả? À, tùy theo trường hợp nha, thì mình có thể là nhặt da sau đi. Vì á, nhiều khi á, mình lúc trong lúc mà mình rửa thì nó hơi bay ra những cái da dư nha. Đó, mình lấy cái chai chai bay của mình ha, và mình quét theo cái tùy ý ha. Mình sẽ quét hết luôn, sau đó mình sẽ cho vào cái máy. Máy hơ là mình cho khoảng là 20 giây thôi nha. Đó, mình cho 20 giây, sau đó mình lấy ra dán phơ lên. Ok, insect. Đó, đây là cái chai bay ha. Khi mà mình làm xong cái đó thì mình sẽ phủ một lớp top lên là được. Rất là dễ thương. Mấy giờ rồi em? 7 giờ rồi hả? Hên quá, hôm nay làm sớm. Ok, dạ. Nè ha, bây giờ cái mình đã lót một lớp bay đúng không? Sau đó là mình sẽ dùng cái miếng foil vừa đủ nè. Đó, mình in lên những cái chỗ nào mà mình muốn cho cái dán foil ha. Đó, mọi người thấy không, rất là dễ ha. Đó, một công hai chuyện luôn. vừa làm cái bay mà vừa dán foil luôn, rất là dễ thương và rất là đẹp ha. Đó, khi mà mình làm xong này mình sẽ sơn cái top lên. Chỉ cần sơn một lớp top của Chanel thôi thì nó cover cái foil của mình nha. Nên khi mà các bạn mua cái bay của mình á, đó, chỉ cần một chai thôi, mình vừa làm foil vừa làm cái bay ha. Top coat là bóng. Ok, insect. Nó không chạy luôn. Hai Nanny, hai Sân Bùi, hai Bộ Hoàng, chào mọi người nha. Trời ơi, sao của chị nó mới chạy tới đây thôi. Ok, bay ha, thì thế là khi mà mình có cái bay này á, mình dán cho khách rất là dễ dàng ha. Đó, rất là bóng, rất là last và rất là dễ dán ha. Mình chỉ cần cho vào máy 20 giây thôi là mình dán thoải mái. Đó, và đây là cái bây giờ thì mình sẽ vẽ cái ngón này nha. Mình sẽ design cho cái ngón này một chút xíu line work thôi. Khi làm line work là Christine sơn một lớp top của Jazz nha, cho nó cái đường smooth hơn. Khi mà mình kéo những cái đường line nó dễ hơn. Đó, đây là những cái mà mình chia sẻ thật lòng luôn á. Vì nhiều khi á, các bạn dụ cái mặt móng á, nó không có được mịn á, nó không có được mịn. Nên nó khiến đến khi mà mình kéo cái line work á, là nó không có được sắc nét nha. Cái đường nó sẽ không có thẳng. Nên nó hả, qua những cái chia sẻ này thì hy vọng là hả, khi mà mình vẽ cái line work á, mình sẽ tránh được cái tình trạng là có nhiều anh chị là thắc mắc tại sao cái treo vẽ mà Christine dễ vẽ quá. Mà tại sao các bạn khó vẽ. Cái đó một phần cũng do khi mà
mình tập giãn cái kỹ thuật của mình giãn nữa nha, và mình chịu khó luyện tập nhiều và thường xuyên hơn. Và đây cũng là cái chia sẻ nho nhỏ, nhiều khi giống như cái mặt móng mà không có bệnh đó, thì mình có kéo cỡ nào nó cũng có được bút cái đường line mà mình muốn nha. 15 giây cũng được nha anh Trương Trần. Đây ha, cái ngón này xong rồi, bây giờ là mình sẽ giã nó. Mình sẽ giã màu đen nha. Có màu đen rồi, bây giờ kiếm đồ lót thôi. Ok. Đúng, mình sẽ lấy một chút xíu màu đen thôi. Màu đen này rất là đậm nét ha, nên mình không có cần sử dụng nhiều, mình chỉ cần lấy một chút xíu ra thôi là mình dễ rất là dễ dàng nha. Mình sẽ dễ do hơi giống bên kia một chút xíu ha, cho nó hơi đi chung với nhau. Đây rất là mướt ha. Đó, nó rất là đậm, mình chỉ cần vẽ một đường line nhỏ thôi. Đó, lấy một chút xíu màu thôi mà nó vẫn đậm ha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Hai Nancy hai. Đó là henna design đúng không? Henna design hả? Henna design em không biết là. Ơ treo này là hai Thu Nguyễn, treo này là treo vẽ nha. Đây là cái treo vẽ của Just Nail. Nó gồm có 6 màu ha, rất là dễ vẽ. Một set như vậy là nó có 6 màu nha. Đó, rất là tiện cho mình. Silver, gold, màu trắng, màu đen ha. Đó, purple, màu nâu nha. Thank you Thư Anh Nail, thank you. Cái cỏ này hả? Cỏ này là Christine mua ở bên Việt Nam lâu rồi nha. À, nên bây giờ cũng không có nhớ nữa, vì tùy theo mỗi đợt nữa. À, nhiều khi á, mua cái đợt đầu nó good mà mua cái đợt hai nó không có good ha. Còn bây giờ lâu quá không có mua mà cũng không biết mua ở đâu nữa. Nghe các bạn nói là bên Kelly Bang có nha, các bạn nào Việt Nam á, thì cứ đi cái đi trường Kelly Bang á. À, mình mua cái cây cỏ này nha. Chị ơi, ôi trời, Alex đến rồi. Chị ơi, chị à, chị dạy cái gì vậy mi? 60 đồng một set ha, 60 đồng một set nha, được 6 màu. Trời ơi, ta nhịn chung quá chị ơi. Trời ơi, Alex đến rồi kìa, các bạn nghe cái tiếng Alex không, còn dẻo hơn Christine nữa. Mai mốt đội nha, Alex dẻo nha. Trời ơi, chị ơi, cái giọng nói em như vậy mà chị kêu bị dẹo hả? Phải dẹo chứ. Chị ơi, bị dị ứng, vậy mình làm đeo bao tay làm cho khách cũng được. Đúng rồi ha, Kiều Nguyễn ha, khi mà mình bị dị ứng á, mình có thể đeo bao tay nha. Nhưng mà nhiều khi á, nhiều anh chị á, bị dị ứng ngay ở mặt. Đúng không? Ngay dị ứng á, nhiều khi á, tay mà không bị mà cái mặt bị á. Tại vì mình hít cái liquid đó đó, là nó cũng có thể là bị nha. Thì các bạn có thể thử đi. Bỏ pha sinh cho tay mau tay nữa. Uh-huh. Mình có thể thử trước nha. Treo này mua ở Just Nail ha. Dạ, treo này là của Just Nail, bên công ty Just Nail luôn, nên các bạn order có thể vào website ha. Trời ơi, chị dán gì đẹp vậy? Cái gì đẹp vậy? Dán foil á. Foil hả? Trời ơi, đẹp quá. Đầu tiên thấy công nhận phối màu đẹp quá. Trời ơi, chị ơi, chị à. Thank you em. Trời, cái gì mỏng nhẹ cũng vậy, hay thiệt. Đi mỏng thôi. Thank you chị Phương Lê nha. Dạ, top very good nha. Thì mình cũng thật lòng chia sẻ thôi, top Just Nail rất là tốt. Và rất là nhiều anh chị xài rồi, ai cũng thích nha. Thấy không? Đó, trời ơi, vậy. Đúng rồi đó, tại sao lại không thép chị nè. Sợ em miss bột qua mà chị.
em mới chơi màu cho chị đẹp á, chị vẽ nó. Đúng rồi, đừng có đụng tay chị nha, chị đang vẽ đó. Này đó luôn là coi như thấy luôn á. Chỗ nào mà có lên là chỗ đó là có ánh sáng đó. Có ánh sáng á. Alex, Alex chị bê đê hồi nào mà Alex Quang Nguyễn, Alex bê đê hồi nào. Anh Quang ơi, em đâu có bị bê đê chỗ anh Quang à. Hơi hơi thôi à. Đây là xin, nhau cái chữ quá. Cái này xin, rồi. À, mọi người thấy rõ luôn á. Rồi. Mọi người thấy rõ không? Khi mà mình đi những cái đường nét nhỏ mình chỉ cần lấy ít nước sơn thôi nha. Nhưng mà quan trọng là cái treo vẽ của mình á, mình lấy ít nhưng mà nó khi mà mình ra nó vẫn phải đậm nha và thấy những cái đường xốp, những cái đường nét nha. Đúng rồi chị Phương. Cái treo này nếu mà mọi người mua cái treo này nó xài rất là good, tại vì nó xài cho foil one, twin one, nhưng các bạn xài cho silat cũng được, xài cho bột tiếp cũng được, nhưng mà bột tiếp nhớ cho là để 2 phút nha. Rồi xài cho gel slack luôn, rồi xài cho acrylic. Rồi okay, xài cho inside first. Nãy giờ Alex tới có khác. Trời ơi, Alex tới có khác kìa. Nãy giờ mắc lắm nên không thank đi. Thank you Phạm Bình, em. Thank you. Mắc làm. Chị Phương Lê ơi, chị Phương Lê. Chị khỏe không? Trời ơi, chắc khi nào em qua Houston, alo, Phoenix, em tìm chị. Wow, you're now pretty, ha? So beautiful. Te gusta? I love si? It. Si. Que bueno, mucho me gusta, te como, ha? Thấy rõ lắm. Chỗ nào mà có là chỗ đó có ánh sáng á. Đó, nãy giờ Alex tới là cho chị ánh sáng đó. Chị che luôn. Hello, hola, Leura. Hola, saluda, Mexico, 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 Mexico. À, bây giờ thấy rõ ha. À, đây là cái màu đen của Lightwork ha. À, màu đen của Chastel. À, đây là cái treo vẽ màu đen nè. Cái rất là dễ xài ha. Mấy cái treo rất này là mướt. Rất là mướt. Mướt. Mấy cái treo chỉ đi một đường thôi. Dạ, chỉ cần đi một đường một, thôi. Tuy là vẽ mỏng như vậy nhưng mà nó ra rất là mướt nha. Đó, rất là dễ thương nè. Bây giờ món này chị giải thì bông chưa đi nha. Ừ, giải chưa đi. Ừ, giải chưa đi nè. Trời ơi, Galaxia, đề nào là Hai Hồng Trần. Mọi người vô lòng bút xe cho chị Trích Tinh Nguyễn nha, chị Trích Tinh Lâm nha. À, cái anh đào fan cái màu nó trong 50 màu này thì nó trùng cỡ 30 mấy màu thôi nha. Còn những cái màu kia là custom làm thêm. Tại vì cái set bột 75 màu đã out stock nên có nhiều bạn đã muốn làm thêm cái đợt 2 cho mọi người, những bạn đi sau, nên công ty cố gắng làm cho các bạn đi sau là 50 màu thôi. Nhưng mà trong đó chỉ có okay, gồm cỡ 2 đến 30 màu trùng thôi. Hả? Bao giờ em mới về Arizona vậy? Dạ em trúng vé số chị ơi. Em đang mua vé số mỗi ngày. Để cố gắng em không có vụ nail nữa, miss bột nữa. Ngày nào em cũng đứng lắc bột hết. Về vui mà sống. Trúng vé số về vui mà sống. Hello Jenny. Alex chào các bạn đi Alex. Okay. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một ca khúc được đẹp của em. Okay. À vậy bây giờ ha, mình sẽ sử dụng là mình sẽ sơn vài ngón mép và chị vài ngón sơn. Bỏ treo đi, mọi người thấy cái shiny không? Đây, shiny hả? Đây nè. Bỏ ngón này. Ừ, hai ngón ha. Đây nè, đẹp quá. Bỏ cho mọi người xem nha, mọi người xem thử cái cách mà apply cái top coat này ha. Cái top coat này có cái hay là khi mọi người apply lên á, nó không có chạy. Bỏ ở đâu thì nó nằm ở đó, và cái thứ hai là rất là bóng. Và khi khách hàng trở lại nó vẫn còn bóng. Nó rất là hay. Và cái đặc điểm hay nữa là dành cho những bạn mới vô nghề sơn á. Cho dù sơn chậm đi nữa nó không có chạy ra cuticle đó, nó hay ở đó. Đẹp quá. Đẹp quá. Và ngón này mình cũng cho nó là matte luôn.
mát hả? Ừ, ừ, nhà thôi. Giàu cũng khóc kìa. Nhà giàu cũng khóc kìa. Ừ. Ngón này mình cho sai này luôn nha. Chị Phương Lê ơi, em mua vé số một ngày, tại sao em không trúng vé số mà em trúng gió vậy hả chị Phương Lê? 442 rồi đó Alex. Tự nhiên trên cái like của Christine hả, Alex nó nói chuyện vậy á, phải dẻo hơn Christine mới chịu. Còn cái like của Alex đó, thấy không, mọi người thấy Alex có dẻo gì không? Không có à, không, tại thấy cái like của chị là em phải dẻo hơn. Ok, và đây là cái chai mét ha. Ờ, wow. Đây là cái chai mét. Đây là những cái chai mét top coat ha. À, Christine sử dụng cho cái này. Đây là cái shiny. Và cái đây là cái chai mét mà Christine sử dụng cho cái này ha. Cái này là càng trà càng mát luôn các bạn. Xài bao last luôn. 4 tuần hay là 4 tháng luôn, khách quay lại vẫn còn mát nha. Ngày xưa các bạn nhớ, các bạn hay xài những cái chai mát á, thì nó khi mình đụng tay lên á thì nó có chất giống như mình rờ lên á, mình cảm giác thấy nó bóng lại, nhưng mà cái này mình càng rờ các bạn thấy nó giống như nó càng có cái gì rít á, mình càng rờ thì cảm thấy càng rít, nó rất là hay. Ờ, các bạn khi mà mình làm cái treo vẽ hay là bất cứ cái gì á, cái màu đen á, đối với cái màu đen các bạn để lâu một chút xíu ha, để lâu một chút xíu thì nó sẽ khô nha. Anh Phương Hồ ơi, Alex sẽ cố gắng làm neo okay, lại nha. Chị trúng số mua hết mấy em luôn. Ngày nào mấy em mua xong, ngày nào mấy em cũng làm bộ neo cho chị. Làm xong tháo, Đúng. Ngày nào cũng làm tháo, làm lai hả? Chị Phương có chịu không? Làm neo mỗi ngày luôn, chắc 2 ngày làm lần. À, hay là hôm nay làm chân, ngày mai tháo chân rồi. Không, làm tay. Em phải nói vậy, mỗi ngày làm ngón. Mỗi ngày làm ngón thôi. Ok, chị em trúng số là mỗi ngày em làm ngón cho chị nha. Và bây giờ mình sẽ làm 3D nha. Mình xin chia sẻ cái bột của Just Nail, mình có thể làm 3D luôn nha. Chị làm bông 3D hả? 3D chị? 3D, chị 3D. Chị phải nói là bông 3D, đó bông BD ở giờ 3D. 3D, 3D. Bây giờ mình sẽ làm cái bông 3D nha. Saludo no estendo lo que es diesen villain and correcto dodo les metti. Si. Saludo. Hai Thảo Mai ha. Bây giờ chị Justine sẽ biểu diễn bắt bông 3D ha. Thì các bạn thấy không? Cái bột qua này nó có tới 4 tác dụng nha. Thứ nhất là đắp bột. Thứ hai là dip. Thứ ba là các bạn làm ombre được. Cái thứ tư là các bạn làm bông 3D luôn. Bây giờ mình làm bông 3D rất luôn. Là dẻo, rất là dẻo. Phải dẻo nha. Dạ đúng rồi chị Thu Hương. Cái tắp phốt của Alex là chị dùng cho silat luôn. Và nhớ là silat là phải để 2 phút trở lên cho Alex nha. Phải 2 phút trở lên. Hoặc dip luôn, dip cũng được luôn, 2 phút trở lên luôn. Đó, nhớ cho Alex. Dip luôn nha. Oh, gracias, si nenala. Hola, salita, cono tayo. Ay, ay, ay. Ay, ay, chị chờ không phải ăn mô hỉ á lệt. Chị chờ, chị Phương à, đúng rồi, chị Phương. Chị Phương ở trong công ty, với nhau đi. Bây giờ mình sẽ làm. Các bạn thấy các bạn thấy 6 hũ bột đẹp không? 6 hũ bột rất là đẹp hơn. Cái mỗi tông màu của công ty Just Nail ra đó. Thì sau này các bạn chuẩn bị đợi ha. Và công ty Just Nail sẽ là những cái màu rất là đẹp cho mọi người. Tại bây giờ đã có máy móc đầy đủ. Alex cái nào mà các bạn thấy bữa nào thấy Alex lên cũng tăng là hiểu rồi đó. Mặc nguyên cả bộ đồ nó vô trong hồn bộ. Phải thí nghiệm từng cái màu cho mọi người. Trời ơi, thí nghiệm trong vòng 2 tháng không ăn không ngủ. Alex nó ốm hết rồi. Để vài bữa Alex lên, Alex lấy thêm cái nón đội vô nữa giống như lên cung trăng vậy đó. Đôi nón bảo hiểm. vô phòng Miss Bột là phải mặc đồ giống như lên cung trăng vậy đó. Uh-huh. Trời ơi, màu đẹp này cho mọi người xem này, các bạn thấy không? Nó rất là tự nhiên, thấy không? Chị rờ thử đi. Wow, rờ đẹp ha. Đẹp quá. Quá đẹp luôn ha. Màu đẹp mà chai mét cũng được, đẹp treo vẽ cũng đẹp và cái người khen cũng đẹp. Vậy hả? Không mà đẹp thiệt mà. Không đẹp thiệt mà. Ừ. Mọi người bắn chim cho chị nha. Chị chim.
bé bao nhiêu hũ Alet, bán bao nhiêu hũ Alet. À, nếu mà bột màu á, hũ 2 ao này, tại cái bột của Alet á là nó khác ở chỗ là Alet đắt, Alet làm cái bột nó hơi mắc một xí, nên khi các bạn đắp nó thấy nó khác biệt với những cái bột khác. Và cái thứ hai nữa, Alet mix rất là nhiều, có nghĩa là Alet nghiên cứu cái Alet là làm cái quá trình bột á. À, nên nếu mà các bạn mua lẻ là 18 đồng, nhưng mà các bạn mà mua set á, hay là các bạn mua số lượng nhiều á, thì các bạn cứ gọi vào công ty, thì các bạn sẽ có những cái giá rất là lẻ. À, cứ gọi vào công ty đó. Các bạn thấy không? À, bây giờ chị Trích Sinh sẽ apply cái bông 3D lên ha. Mấy em thể thương quá, mẫu mê quá luôn. Alet tính hôm nay Alet làm live nữa, nhưng mà Alet nói thôi để chị Trích Sinh, nhưng ngày mai Alet sẽ làm live cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ đón xem. 10 giờ sáng Alex sẽ làm một cái like, và 1 giờ trưa Alex sẽ làm một cái like nữa. Mọi người nhớ đón xem nha. Thank you chị Alex Nguyễn nha. Thank you mọi người. Người làm đẹp luôn. Chịu luôn. Giờ chịu luôn á. Tình tôi nghe nói Alex nói xong nghe cứng hết luôn này. Thấy chưa? Nếu mà phụ nữ á, là coi như là thất vọng rất là nhiều khi nghe giọng nói của em. Không, nhưng mà đàn ông mà nghe giọng nói của em họ rất là vui. Tại sao vậy? Tại khái gì, ví dụ đàn ông là thích phụ nữ. Bây giờ mà em nói như vậy coi như là nhiều người phụ nữ chửi cái ông này, ông đàn ông sẽ không nói gì, ông nói không chị, vậy là mấy chị em thất vọng đúng không? Còn nhớ má mi gì ở đây nữa vậy? Christine đang test cái màu nha, để cho ra cái màu hơi phù hợp với cái design của mình nha. Mình đang test cái những cái màu nha. Mimi fan nha, chị Mimi có thể gọi vào công ty Alet nha. Để Alet cho cái số điện thoại này. Christine đang test cái màu ha, để cho ra cái bông mà phù hợp nhất có thể nha, và áp dụng những cái màu có của Just Nail cho các bạn. Màu của Just Nail là làm được bông 3D nha. Nhưng mà Christine muốn phối hợp màu cho nó thật là dễ thương nha. Đây, trời ơi, đẹp quá. Đây là cái màu thích rồi nha. Được cái màu thích rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cái bông nè. Nên khi mà làm cái 3D đối với Christine á, thì không có chỉ là phối màu sao cho nó hài hòa với cái design của mình. Next time you will be better, okay? Because first time, but next time, you get phone with me or with her, so you can send a picture to her, or you guys talk together, you guys have like test. I say, today I want this dollar, that dollar. Okay, more. Yeah. First time we have to think a lot. Yeah, no problem. But you like it? I love them. Yeah. You're welcome. Thank you. Bây giờ có trợ lý Alet cũng khỏe quá. Nói chung bây giờ cái may mắn á, là giữa là gì, có nghĩa là chị Justin Lâm hay là Alet hay là Jimmy hay là mọi người được làm chung với nhau, nên cái quá trình làm chung với nhau á, thì trời ơi cái bông dễ thương quá đi, rất là dễ để có những cái ý kiến hay, cũng giống như là những cái thắc mắc, những cái mà giống như khách yêu cầu, hay là những cái mà khách góp ý, thì cũng như là công ty Alet cũng như là mọi người cũng sẽ bàn luận với nhau. Đó, cũng giúp cho mọi người và cũng như giúp cho công ty Alet đó. Nên những người mọi người có cái question gì cứ hỏi ha. Đó. Hello Victory, hi em. Cool Valley, Kansas City in Mexico. Oh, in Mexico? I think it Mexico. Các bạn thấy không, cái bột này là các bạn đắp 3D được luôn nha. Thấy không, các bạn thấy không, đắp 3D luôn nha. Bảo đảm là 4-in-1 nha. So this color, this the powder, it's easy to do it. So when you guys do it, you guys can do the first thing you guys can do dip in powder. The second thing you guys can apply on the nail. And the third thing you guys can do the 3D. And the fourth thing you guys can do the ombre. It's very easy and it's very stick. Easy control it, so you guys don't have to worry. They try really quickly, or they try slowly. But when they try slowly, after they strong right away. So. Hai thầy. Tay của ai lại thay tay của chiếc chân vậy? Trời ơi, cái ông Lào này, ông tưởng cái tay mình xấu này. Bỏ tay ra tờ lên xí.
màu bông dễ thương quá ha. Ừ, bây giờ mình sẽ đi chung với cái màu tím nha, cho một cái bông màu tím. Anh Trâm Nguyễn. Mà con nhìn thì chết say rồi. Ba cái bông này cũng ba bốn màu vậy cũng xoáy rồi, cái bông hay kìa. À, cái tay người người khách này sử dụng tới 14 cái màu. Hello Cecilia. Trời ơi dễ thương quá. Dễ thương không? Trời ơi dễ thương quá. À, nhiều khi Christina làm xong cho cái người khách mà mình ước gì tay mình có một bộ nail design như vậy nữa. Ai mở vậy? So pretty. Dạ bye chị Phương nha. Dạ. À, chị share giùm em cái like này nha. Hello ba. Ok bye. Dạ ok con biết rồi ba. Ừ, bye. Bye ba. Màu nổi quá ha. Màu dễ thương quá, bột dẻo quá. Rồi. Rồi hả? Chính xác luôn đúng không? Tại vì tùy theo cái bông á nên là nhiều khi cái camera của mình nó hơi bị ngu ha. Bột rất là dẻo ha. Nếu mà bột không có dẻo các bạn lấy lên á mình không có làm được cái 3D đâu. Cái 3D là đòi hỏi cái cánh của nó không có bị bẻ nha. Nhưng mà chị thích xin làm cho em cái bông nha. Ừ. Làm vô đâu? Tay em á. Cho em lấy bông thử đi. Lấy bông. Ok. Cánh bên kia ha. Làm tay trái đi. Được không? Tay trái được không? À, làm tay trái chị à? Làm tay trái, ngón tay trái. Ừ được. Được chưa? Được. Để lại làm ngón cái bông tay nha, tay trái. Ok. Em làm bông trắng. Bông trắng. Bông trắng đâu có hợp đâu. Đang không, cái người khách này nó đâu có lấy bông trắng đâu. Có mà em đánh giá mà là bông trắng thì không được mà. Trời chị ơi chị bắt em làm tới ba bông thì chị làm khó vậy em quá chị chích chinh không được trời ơi không ra ngày mai rồi nó ba con hả à, ba 12 giờ lên ba con chắc chắn á mà à. Con không đánh chờ ông lên dạ để con coi dạ bye chú. Con nhìn nó dẻo hả? Ừ, bột dẻo ha. Má bột dẻo nặng bông sướng lắm á. Các bạn thấy khi mà các bạn làm bông 3D nhé, cái điều đầu tiên là đừng có nản. Tại vì á, đắp hai ba cánh đầu tiên á, mình thấy nó ra, mình ra tưởng nó ra những cái cánh quạt vậy đó. Từ từ đắp cánh vô nó mới ra thành cái bông nha. Uh-huh. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai các bạn không được làm cho những cái cạnh nó giống nhau hết. Có nghĩa là cạnh to, cạnh nhỏ, cạnh nở, bự xòe ra. Thì cái bông nó mới tự nhiên được. Đó. Còn các bạn làm cho nó giống nhau hết thì nó không được tự nhiên ha. Hi Jayden, trên khỏe không em? My smile and make it up rồi em. Hi Tony. Em cho chị hỏi, chị làm bông 3D cách xài để khoảng mấy ngày thôi bể bông bể ra. Cái đó okay. Là do cái bột. Cái bông bể ra là do cái bột cho chị Diễu Huỳnh rồi. Chị Alice Nguyễn. Cái bột nó bể nha, do cái bột nha. Tại cái bột nó không có được tốt cho lắm nên nó bể nha. Tại vì bột nó bể không, các bạn biết tại sao không? Tại vì không đủ cái fitment, không đủ clear. Đó, vậy thôi.
Đó, mà clear nó được dẻo thì nó dễ bể lắm. Giống như đại khái là nói cái bột dip á, còn thấy nó rất là mịn. Nhưng mà khi nói về độ chắc á, tại sao nhiều người dip vẫn bị bể? Tại vì nó không đủ clear để nó cứng. Nhưng có nhiều cái bột á, các bạn mix clear vô thì nó bị đơ. Nó bị đơ, nhưng mà cái bột Alex các bạn mix clear vô nó không bị đơ nha. Wow, Nó dễ hay ở chỗ thương đó. quá. Dễ thương quá. Đó, bây giờ mình sẽ đi diamond nha. Em dọn đi hả? Thank you em. Bây giờ là cô xin sẽ đi cái diamond ha. Tô điểm thêm một chút xíu diamond nha. Tô điểm là gì vậy? Tô điểm tức là trang trí thêm, cho nó thêm 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 dễ thương. Nhẹ hả? Trời ơi. Trời ơi chị à, chị đông một tô điểm hả chị ơi? Hình như các bạn nghe A Lịch hai chi lần các bạn có nghe A Lịch hôm nay hôm nay chị xin hôm nay chị nghe cái giọng của em khi nghe cái giọng của em á chị phải cái giọng của chị phải trong lại nữa. Hồi nãy là anh Trương Trần nói là ở cái giọng của cô giáo sao vậy đó, đang 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 khàn khàn nghe cái giọng của em là chặn À, vụ lại. này nào chị cũng nói. Trời Alex ơi, em lấy cái này cái cho chị này. Xong rồi giờ em bị lây luôn này. Đến nỗi Vậy em đi cũng bị vẹo luôn này. vậy luôn. Hai Quyên Trần, hai Lina ha, hai Henry Thái, hai Kevin Nguyễn. Mọi người khỏe không? Lấy cho chị cái kèo đánh đá nha. Để vẫn đã Cái kèo đánh để đá của số chị đây 2 nè, đây nè, đây nè. ô Cái kèo đánh đá. Lấy đi. đừng đá hả Thấy cái hộp kèo đánh đá của chị không? Đó, bây giờ là cái cách này á là mình dùng cho những cái chỗ mà gì nha. Đây mình sẽ chia sẻ hai cách luôn nha. Cái cách đầu tiên này nè, mình sẽ gắn đá bằng glue. Thế. Đây Christine đang gắn đá bằng glue nha. Đang đính đá bằng glue. Cái glue của Chanel á, cái glue mà dán móng á rất là chắc nha. Và khô rất là nhanh nên là khi mà các bạn đính đá đính đến đâu là nó đã dính đến đó. Oh, so pretty. So Sí, mucho me gusta. ¿Te gusta beautiful. acá? Sí, ¿te gusta color? Most Sí. Bennett. Bueno. Me gusta el español. He hablado dos novias. Dos novias. Tienes dos novias. Sí, qué bueno. Wow. Đây là cái cây đính đá của Chanel ha, rất là dễ pick cái diamond này. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng Và ở thôi. đầu cái đính đá nó có một cái sắt á, là các bạn có thể Điều khiển cái điều khiển cái diamond. này mình được nha. Rồi có thể là hả, mình sử dụng để mà lấy cái treo đính đá để lên luôn. Lát nữa là hả, Christine sẽ chia sẻ cái cách mà dán treo đính đá cho. Mà con nhìn chị phối hay, chị phối cho bông với màu với kéo cho nó vô là cái hay. Good job chị. Thank you. Ở đây làm bốn người làm chung nữa, có nhiều là có nhiều ý tưởng. Vài bữa nữa có thể làm công ty Chanel sẽ lên những cái video, sẽ quay những cái video cho những sản phẩm và sẽ làm những cái video, là sẽ làm những cái video professional, bỏ lên cho mọi người xem ha. Khi mọi người mua một cái sản phẩm thì mọi người bấm vào website Alex thì tự động có một cái video sẽ hướng dẫn mọi người làm như thế nào. Đó, thì Alex sẽ quay, Alex sẽ mướn người quay, Alex quay cũng đến nỗi professional đâu. Alex sẽ mướn người quay phim tới, họ sẽ làm những cái video đó, họ sẽ cắt video rồi bỏ lên cho mình. Nên khi mọi người coi mọi người rất là dễ hiểu và Alex cũng sẽ luồn cả tiếng Việt cả tiếng Anh vào luôn. Đó, à, Lịch nói thôi mà thấy thở. Nói mệt Trời quá ơi chị bỏ cao CC cho mọi người thấy chị Tracy rồi. Dos novia, sí, qué bueno María. Sí, dos novia, uno es de San Luis and uno es de México. Sí. Mucho trabajo, mucho uña. Hai Tracy đẹp. À, mọi người thấy A Lịch nói tiếng mẹ rất là giỏi đúng không? Đó. Đây thì hình như có mấy màu cũng tươi á, đây là những cái màu mà bên công ty ra nha, rất là tươi,
rất là tươi và cũng rất là rất là summer. À, và bây giờ khách rất là thích, giải thích cho mọi người ha. Đây ha, trời ơi dễ thương quá ha. Bây giờ là mình sẽ sử dụng trâu đính đá nha. Mình sẽ qua cái trâu đính đá chia sẻ với mọi người cái cách mà cắn trâu đính đá. Đối với cái trâu đính đá của Chastel á, khi mà các bạn sử dụng á, là mình không có cần sơn lại một cái lớp thấp khốp nào hết. Đúng không? Khi mà mình dán cái trâu đính đá, mình chỉ cần đính đai mình để vào máy thôi là nó đã khô rồi. Đó, mình không có cần sơn thêm một lớp thấp khốp hay gì đó. Đó. Đó, bây giờ là mình sẽ pick cái Si Marie Deni Alia. Là gì? Muốn đó, đi đâu cho anh? chị bệnh cái này chạy đó, lấy cái keo cái Kêu mà. đó, mình sẽ đính đá vào đây nha, cho vào bên cuticle nha. Đó, mình sẽ sử dụng chút xíu Trung nè. Hương hỏi chai keo nào vật chích chị chai kinh nào vật Đây mình cho một chút xíu, vừa đủ cái size thôi ha, tùy theo cái đai chị mình lấy mà cái này lấy mình. cũng được chị này nè nó có sẵn này Đúng nè rồi, nè ai sai đúng, chị nè biết mà, chắc do bệnh nghề nghiệp cũng hay làm cây đó đúng không đúng rồi, quen hồi xưa không có cái cây này nên mình hay lấy cái này. trời ơi đã khi em đã em muốn để đính đá là em đã cho nhiều ý tưởng rồi không ngày xưa là nó không có cây ngày xưa Cái treo đính đá cho mọi người coi cái hiệu chai treo đính đá đi em. cái này nè Đó, đây là cái treo đính đá của Chanel nha. mọi người thấy Đó. tay ra lẹt không dễ thương không ú nù này ha đây ngồi tay quá lẹt này some people tell it's my hand you know my hand Khi cái treo này á, các bạn không có sừng sơn lại thấp cốt ha, khi mà mình để vào máy là nó đã khô rồi. cái keo bên đá qua lệt á là nó có cái hay á là các bạn bỏ lên á nó các bạn bỏ thấp cốt lên nó không có thấy bị sần sùi giống như keo bên đá ngày xưa lại làm và cái thứ hai nữa là các bạn dùng để làm cái liquid gel được luôn nó có hai tác dụng vừa gắn đá vừa làm liquid gel luôn à, nhưng mà làm liquid gel thì lại nghĩ không có đủ tại vì cái hộp nó có với giới hạn cho đính đá thôi đó thì sau này công ty là sẽ ra cái hộp là 30 gram đó, cho mọi người mua những bạn nào ở tiệm hay làm cái liquid gel và cái liquid gel này có cái hay á, là nó không có nóng cho dù các bạn bỏ giày đó. Thấy không, khi mà mình đính đá nó đâu có bị chạy đâu. Cái keo đính đá này có cái hay ấy, tại vì nhiều hồi xưa khi mà a lịch đó, hồi trước á là bán cái gummy gel kia á, thì các bạn phải cần để cái top coat lên sau đó mới gắn đá, thì nhiều khi á khi mà mình để nhiều quá thì nó sẽ bị chạy đúng không. Còn đối với cái gel đính đá mới của Chastel đây nè, các bạn không có cần để cái top coat nữa, nên nhiều anh chị cứ tưởng là cái tác dụng nó giống nhau, nên khi mà các Cũng bạn đúng mà đó. để cái top coat lên nó Cũng có khi nó chạy, tại vì đúng nhiều nhiều các đúng bạn thì để nhiều có thể quá. làm được nhưng mà cái ngày Đúng xưa khi mình sơn lên là chị vẫn còn thấy cái sần đúng, nhưng cái thằng này khi các bạn sơn thấp lên tự động nó hòa quyện với nhau tự động nó mượt luôn không cần phải sơn thì lại lớp thứ hai đúng. đó, còn cái ngày xưa các bạn sơn lên đúng không các bạn bỏ cái gummy gel lên các bạn bỏ thấp lên chỉ đính đá xong rồi nhưng mà sometimes mình vẫn thấy cái đường sần tại vì cái treo gummy gel nó không có hòa quyện với thấp cốt nhưng mà cái này á, nó sẽ hòa quyện với thấp cốt thì khi các bạn bỏ lên tự động nó sẽ tan ra đó, nó rất là mượt đó Đúng, đúng rồi, nó rất là mượt nha. Ok, inside. Go away. Ok, yeah. This những bạn nào mà coi video của Alex nhiều thì các bạn sẽ thấy những cái tips của Alex làm cũng giống như là Alex chia sẻ đó nếu mà các bạn có hai quay đó, có nhiều người thì họ không thích bỏ cái hai cái lần thì các bạn có thể xài cách mà giống chia sẻ cho mọi người tại vì cái treo này nó thuộc dạng thể lỏng là nó tan đó hai dương quá hai linh bùi hai mà xeo dương quá tên Ok dương quá chịu dương nhé. Đó, và bây giờ là mình sẽ gắn thêm một ngón nha. Khi mà cái gắn ngón này á là tôi xin sẽ để cái thấp vô cho mọi người thấy, mình cũng có thể sử dụng luôn nha. Thấp Chastel mình sẽ sử dụng giống như cái gummy gel mà các bạn mua rồi đó. Ngón này thì mình sẽ gắn cái tùy theo mình sắp xếp cái vị trí như thế nào ha, các bạn thấy không? Mình xin để cái gummy gel lên cái đường mà mình sắp xếp cái đai mình sẽ đi nè. Đó, nó là vậy ha. Mình sẽ đi cuticle, sau đó mình sẽ đi theo cái hình tam giác như vậy. Các bạn thấy không? Nó rất là đứng ha. Nó rất là đứng. Và bây giờ khi mà mình đã apply xong như vậy á, mình cũng có thể để cái top coat này lên nha.
Vì cái top top này nó sẽ hòa quyện với top cốt của mình. Đây mình sẽ để cái top nha. Các bạn có thể để hoặc không để ha. Để hoặc không để. Đó, mình sẽ để nè, nhẹ nhàng thôi. Sơn thật là mỏng thôi chứ đừng có sơn nhiều quá ha. Sơn nhiều quá thì nó sẽ bị chảy nha. Đây mình nhẹ nhàng thôi. Mình sơn lên nhẹ nhàng lên cái mặt treo đính đá. Sau đó mình đã vì mình đã xác định được cái vị trí mà mình cần đính đá đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ đi cái diamond của mình lên nè. Khi mà các bạn làm á, nhiều nhiều anh chị thắc mắc tại sao nó bị chảy á, vì các nhiều khi á các bạn sơn cái top coat nhiều quá thì nó mới bị chảy nha, còn không là nó không có bị chảy. Nó chảy cũng sao ấy, tại vì ngày xưa thì hai cánh keo mình mua không có được đúng không, nhưng mà cánh keo bên đá đôi khi nó chảy nhưng mà mình đưa lại về lại được, hiểu không? Anh ngày xưa thì mình đâu có cái keo bên đá đâu, chứ mỗi lần gắn là cực lắm. Ví dụ đồ em thì em nói khách nó thích thì sao, khách nó không thích đó, bắt đầu nó đổi ý kêu sửa cho này cho kia, tại vì cái keo nó làm cho khô rồi mình đâu có sửa được nữa đâu đó, nên bây giờ nó có cái này rất là hay. Thì đúng rồi, mỗi 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 khi mỗi lần là nó mỗi khác đúng không? Không nó như sẽ Thảo, làm không cho như Thảo. Thảo để cũng được, mà Thảo để cũng được ha. Còn không nữa là chỉ cho, nếu mà có nhiều cái loại mà nó bị á, thì chúng ta là chỉ cho này, nó khô hẳn luôn. Nhưng thường thường á, thì lấy cái cọ mình đó, mình chấm như cái thóc cốt xong mình đi điền điền ở trên thôi. Tại nói chung là làm đôi khi cũng nhiều người khéo tay nữa, nếu mà khéo tay mình bỏ gọn nó thì cái đai mình nó nằm trong cái treo hết, còn nhiều bạn nó bỏ quá nhiều thì nó dư ra nên cũng rất là khó mà nói. Nhưng mà thường thường á, thì Alex, nếu mà các bạn nào mà làm kịp á thì các bạn sẽ làm gì, sẽ bỏ cái liquid gel lên rồi bỏ thấp cốt lên luôn, rồi gắn xong rồi chọc các bạn chạy lại thêm đó thấp cốt nữa thì động nó sẽ mất ra hết rồi đó, nên có gì hết người ta gọi là tùy cơ ứng biến đó. Mình giải bông bông hồng đây mình đấy chị. Bông hồng hả? Đâu mình gắn cho nó ra cái hai đường viền á cho nó sắc sảo thêm. Vì cái ngón này là mình sẽ không có vẽ thấy gì hết nên là mình sẽ tập trung cho nó thêm một chút xíu đẹp diamond đẹp nữa. Cái đá mà hiện tại chị Trinh đang xài, cái đá này các bạn mua cũng rất là rẻ ha, công ty bán 1.400 viên có 12 đồng thôi, nó cũng rất là sáng giống như đá qua kỳ vậy đó, nó cũng sáng lắm, nó vừa túi tiền nữa. Thì sau này công ty lại cũng sẽ bán cái đá kia, nhưng mà đa số lại thấy là đa số là nhiều tiệm nail họ hay dùng cái đá này tại vì nó vừa túi tiền và nó cũng sáng đẹp quá. Wow, so pretty you look like sexy lady Gaga. So you want your nail too? I can do your nail. So next time you can get an appointment together, okay, with her, you know. Yes. So I can do your nail with yes. Same time with her, you know. So why not, you know? Mong ngày sau có chị Trinh, mong dài về sau sau con chị Trinh, Thi Nguyễn hiện giờ ở bên Arizona. Đúng rồi, anh Thi Nguyễn. Anh Thi Nguyễn đúng rồi. Anh này cũng dư tính luôn này. Mấy bữa đã qua Thi Nguyễn ơi, khi nào qua Westminster chơi nhá. Thì trong nửa tháng 8 thì công ty Alex sẽ mở cửa khai trương á. Thì Alex đã biết rất là nhiều người muốn tới coi những cái design cũng giống như là coi những cái sản phẩm. Thì Alex hy vọng Alex sẽ sau cái show Alex sẽ mở cửa sớm cho mọi người tới nha. Mọi người cố gắng chờ đợi nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Hương Diệu, Justin Linh này, này bà con với chị này. Hương Diệu này, Uyên Hoàng này. Sao chị bà con nhiều như vậy? Đó, mình sơn lật một lớp top mỏng nha. Sơn lên cái treo đính đá luôn. Sau đó mình sẽ đính đá. Khi mà các bạn đính đá xong á là nó đã khô rồi nha.
Đó, mình đã sắp xong, ngón này nó là xong. Ủa, mình đi xem sáng mấy đồ đẹp. Đẹp quá. Cái foil hả? Giống như ice. Wow. So nice, so I got to get a towel for her to see and write the picture for you. You want to come with me? Ừ, đúng rồi, cho chị mượn cái. Trang rồi. You want keep long like that or you want cut a little bit? You want cut a little bit? A little bit poquito? Botas uña poquito? Si? Si. Yes. Golden sao chắc chưa về bi màu vô cái mà Thảo Nguyễn á ai chỉ do thường thường mấy cái hộp go đó nếu mà các bạn xài á thì các bạn phải bỏ cái liquid gel các bạn đính sao được nửa hộp á, còn không nữa thì các bạn sẽ chơi cái kiểu mà giống như các bạn cho làm giống chị Justin á, lấy keo chấm lên xong chặt nữa các bạn, nếu các bạn muốn á các bạn lấy cái bột clear á, các bạn lấy cái cọ nhỏ lên các bạn chấm vô cái bột clear liquid, bột clear các bạn rìa với cái đường dày á, ai bảo đảm cứng ngắc luôn, ngày xưa là thay làm vậy á. Đó. Nè khi nè bây giờ nè các bạn nè sợ nó rớt đúng không? Đó đó, cũng là đó nè. Đó, mình lấy chút xíu thấp gel gắn vô cái đường. Thấp coat hay là thấp coat cũng được ha. Liquid gel cũng được. Ừ. Gắn vô những cái đường viền nhỏ nhỏ này nha. Đây là cái cách mà mình làm cho khách quay lại và nó không bao giờ bị drop á. Đó, đây là tin té á. Hôm trước cô đã xem mà không dạy như tip này. Nấu cái tip này là chị Justin nói thêm á. A Lạc ơi. Chị Justin chỉ nấu hai cái tip á. Chỉ nấu hai cái tip lần đó, trong khoảng một ngón đâu, không phải một tip đâu nha. Còn cái tip một nếu mà muốn dài vậy để Alex mua mua Alex bỏ cho nó thêm dài thêm nữa. Không, để Alex nối sẵn cho. Để Alex nối sẵn nha, mỗi lần mua order Alex đi. Đúng rồi. Đó, nối sẵn cho. Đẹp quá, so beautiful. Ok, bây giờ mình sẽ để dầu nha, xong rồi. Chuẩn bị chụp hình nữa là xong ha. Màu bao nhiêu. Ừ, mình sẽ để vitamin A vào đây nè. Cuối tháng này là công ty có cái show ở bên Lát Bé Gạt nha các bạn. À, nó thì những bạn nào mà muốn tới coi những cái sản phẩm của công ty Just Nail thì Alex hy vọng cái show này có thể là công ty của Alex sẽ tung những sản phẩm ra supply. Alex cũng cảm ơn những bạn ở những các nước khác cũng giống như là ở trong nước đã mở lời hợp tác hay là làm mở đại lý. Thì Alex hy vọng sẽ sau cái show này sẽ có một cái bước phát triển mới hơn nữa giúp cho mọi người còn mua sản phẩm. Những bạn nằm ở Westminster thì có thể tới chỗ công việc chỗ Alex làm, có thể Alex sẽ chia sẻ cho những cái thích list về những cái sản phẩm. Đại khái những bạn ở San Diego này hay là bên San Jose xuống Westminster chơi thì có thể ghé nha, thì có thể công ty Alex sẽ mở, có thể là sẽ mở Sunday nữa nhưng mà chưa có lên lịch chính, nhưng mà có thể mở Sunday nữa. Wow, đẹp quá. Chụp hình đi, từ từ đây. Bỏ cái này nha, để em xây cái đèn từ 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 từ. Đợi chút xíu nha. Đây đây đưa mấy qua. À put on the floor so before. Thank you. Trời ơi, chị ơi. Em bị lây rồi sao chị? Tại vì á chị em thấy chị dẹo em còn phải dẹo hơn nữa. Trời ơi. Bây giờ là các bạn coi cách mà chị Justin chụp hình cho các bạn nha. Khi các bạn làm xong nhớ bỏ một xí oil lên. Để làm gì? Để làm cho cái nail mình nó sáng hơn và nó tự nhiên hơn ha. Hold on, ok. Sau đó Alex sẽ bưng cái đèn tới, Alex sẽ đi vòng vòng. Đây ha, đây là các cách mà hả Christine chụp hình nha. Chia sẻ mọi người nha, mình phải để cái tay nó thật là đều nè ha. Các bạn thấy không, những cái đường, cái móng của mình á, các bạn thấy không, nó rất là suông. Đó. Nó ra phải rất là suông ha. À, như vậy á, khi mà mình chụp hình nó mới không có bị cực hiền nha. Vì cái móng khi mà đã lên hình rồi mình không bao giờ sửa được. Nhưng nên cái step của mình phải là thật là chuẩn. À, các bạn thấy sáng không? Chị lấy cái máy điện thoại đây chụp cho mọi người xem.
Dạ 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 để chị xếp xong cái tay khách đã. Trời ơi. Mọi người bắn chim cho chị Trích Chim nha. Bắn chim cho Alet luôn, Alet là người làm ánh sáng. À, camera ánh sáng. Âm thanh nữa. Giúp chị lấy này ra đi. Chị mở cái này nè. Chị lôi ra thôi. Oh, thank you chị nha, thank you mọi người. À. Đó, Alet là âm thanh ánh sáng, còn thấy không? À, trời ơi. Đây ha. Đó, đây là cái bộ nail mà Christine mới xong ha. Đó, Christine sử dụng tới 14 cái màu ha. 14 màu luôn hả? 14 màu và bên cạnh là Christine có sử dụng cái Easy Comb nè, có comb nè, có Lucky Gel ha. Đây là có cái bay ha. Cái bay, cái ngón này là mình sử dụng cái bay coat của Just Nail để mà dán những cái foil ha. Đây là cái bay nè. Đó, rất là dễ thương. Ừ. Đây ha. À, các bạn thấy... Thank you mọi người. Đó, quá dễ thương. Ừ, màu nó quá đẹp ha. Em này xoay xoay đây nè, đúng rồi đó. Đó. Ok, thì các bạn khi mà có những cái thắc mắc về những cái sản phẩm á, thì có thể là nhắn tin cho Christine, Jimmy, Smile hay là Alex nha, để mà hả mình chia sẻ về những cái sản phẩm bên công ty ha. Mỗi cái sản phẩm đều có cái nhiều cái tác dụng rất là hay, thì sẽ help cho các bạn và hả sử dụng nó thật là hiệu quả nhất có thể nha. Ok, mọi người vui lòng chia sẻ dùm cái like này nha. Thank you mọi người, thank you chị Thu Hương. Wow. Đây là summer, đây là summer color nha. So beautiful. Yeah. Đây là cái cách mà hả Christine chụp hình ha. Mình sẽ chụp rất là nhiều góc độ và bây giờ là Alex đang đang quay phim ha. Wow, xin. Chị đẹp không? Mọi người này, thấy chị Alex quay sát vô không? Quay sát vô này. Đây đây quay sát ha. Đó foil nè, 3D nè, lightwork nè, đó kim tuyến nè. Đó tất cả đều thấy ha. Cái bộ này hả là Christine là hả lấy có thể là lấy 250. Đẹp quá chị ơi. Ok, màu đẹp quá. Màu rất là đẹp ha. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người sớm ha. Thích nhất là cái mát á. Yeah, ok. Ok. Yeah, bye bye mọi người nha.